Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ sáu 31 tháng 5 có những nội dung đáng chú ý. Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bà Rịa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu meeting hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 với chủ đề thuốc lá và các bệnh về phổi. Giảm thiểu chấn thương do tai nạn giao thông, cần chấp hành nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm. Trong phần tin thế giới, đối thoại Shangri-La 2019, Mỹ và Trung Quốc lần lượt chiếm diễn đàn. Nga muốn cải thiện quan hệ với EU và NATO. Chung tay chặn kẻ hủy diệt mang tên khói thuốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 sáng nay 31 tháng 5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường báo cáo trước Quốc hội về tình hình ngành nông nghiệp, trong đó đặc biệt là dịch bệnh dịch tả heo châu Phi. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng có báo cáo về những vấn đề của ngành giáo dục đang được dư luận xã hội rất quan tâm. Tại phiên họp sáng nay của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, năm 2019 trước những dự báo về những thách thức, đặc biệt chiến tranh thương mại khốc liệt, cùng với dự báo về tổng tăng trưởng về kinh tế thế giới chậm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề ra kế hoạch tăng trưởng nông nghiệp đạt 3%, xuất khẩu 42%. Riêng về dịch tả heo châu Phi hiện đang diễn biến phức tạp. Để hạn chế dịch bệnh, giải pháp kỹ thuật được Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh trong thời gian tới là chăn nuôi an toàn sinh học và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiêu thụ sản phẩm trong phòng chống dịch. Báo cáo về những vấn đề của ngành giáo dục đang được dư luận xã hội rất quan tâm. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, việc đổi mới thi kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục là một trong 9 nhóm nhiệm vụ để thực hiện nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Thời gian tới, Bộ đặc biệt quan tâm đến việc mã hóa đề thi, lắp lỗ hổng phần mềm, tăng cường các camera giám sát để tránh xảy ra tiêu cực trong các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp thường trực Tỉnh ủy để nghe Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, toàn tỉnh hiện có 34 dự án đầu tư trọng điểm, trong đó có 16 dự án đầu tư công và 18 dự án kêu gọi đầu tư thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, bến cảng, sân bay, công viên, môi trường, du lịch, nông nghiệp, công nghệ cao. Đa số các dự án đầu tư công đang trong giai đoạn bồi thường giải phóng mặt bằng. Các dự án kêu gọi đầu tư đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, thỏa thuận đền bù giải phóng mặt bằng hoặc làm thủ tục đấu giá đất. Tại cuộc họp thường trực Tỉnh ủy bàn về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị đối với các dự án đầu tư công phải đấu thầu để chọn nhà thầu có năng lực tốt nhất triển khai dự án. Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương cần tính toán phân bổ nguồn vốn, thời gian, tiến độ thực hiện dự án chi tiết, bám sát tiến độ từng dự án nhằm đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để các dự án triển khai thuận lợi. Để đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm như cầu Phước An, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần làm việc với tỉnh Đồng Nai để thống nhất trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án giáo dục, y tế, chợ, công viên, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố cần rà soát, lập kế hoạch triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch, kêu gọi xã hội hóa đầu tư các lĩnh vực trên. Sáng nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bà Rịa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đây là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được công nhận nông thôn mới. Đến dự hội nghị có ông Trần Văn Môn, Phó Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương. Năm 2008, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới chính thức triển khai trên phạm vi cả nước. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chương trình nông thôn mới triển khai sau đó 2 năm và thành phố Bà Rịa là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh xây dựng nông thôn mới ở cả 3 xã là Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng. Triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2018, thành phố Bà Rịa đã huy động hơn 700 tỷ đồng.
trong đó người dân đóng góp gần 10%, tức là gần 60 tỷ đồng thông qua hình thức góp công lao động, hiến đất, hoa màu, vật tư kiến trúc. Sau 8 năm triển khai xây dựng, cơ sở vật chất hạ tầng thiết yếu tại 3 xã nông thôn ngày càng khang trang. Gần 168 km đường giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa, 100% hộ dân sử dụng điện, trên 97% hộ dân có nhà ở đạt quy chuẩn bộ xây dựng. Hệ thống giáo dục, y tế, thiết chế văn hóa, chợ đều đạt quy chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo chuẩn quốc gia tại các xã nông thôn mới đến cuối năm 2018 chỉ còn 0,21%. Từ năm 2017 đến nay, thu nhập bình quân đầu người của ba xã liên tục tăng từ 49 triệu đồng một người một năm lên trên 51 triệu đồng một người một năm. Riêng xã Hòa Long đạt gần 54 triệu đồng một người một năm, tăng gần 3 lần xuất phát điểm. Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bà Rịa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, ông Trần Văn Môn, Phó Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đánh giá cao những kết quả mà thành phố Bà Rịa đã đạt được. Đây là những con số ấn tượng, là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và người dân toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thay mặt Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, tôi nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung và thành phố Bà Rịa nói riêng về những kết quả đã đạt được đến ngày hôm nay. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa đã xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới gắn với đô thị văn minh, mà cốt lõi là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng nông thôn từ vật chất đến tinh thần. Trong giai đoạn 2018 đến năm 2020, thành phố sẽ huy động gần 174 tỷ đồng để giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời phấn đấu đến năm 2020, ba xã nông thôn mới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Riêng xã Hòa Long xây dựng và triển khai kế hoạch xã nông thôn mới kiểu mẫu. Với thành tích này, chúng ta sẽ cố gắng trong thời gian tới để thực hiện nhiệm vụ của mình nữa là giữ vững, nâng cao và phát triển tốt đẹp hơn nữa của những cái xã mà chúng ta đã đạt chuẩn, và biến những cơ xã này trở thành những đơn vị hành chính cấp gần nhất, trở thành phường, để nó phát triển hoàn chỉnh cái đô thị của thành phố, trung tâm hành chính của tỉnh. Dịp này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tặng bằng khen cho 9 tập thể, 8 cá nhân và 6 gia đình vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại thành phố Bà Rịa. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chủ trì cuộc họp với các sở ngành để góp ý tờ trình dự thảo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị ban hành quy chế phối hợp thực hiện thủ tục xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo dự thảo quy chế phối hợp thực hiện thủ tục xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trình tự thực hiện các thủ tục gồm 8 bước là lập và phê duyệt danh mục các dự án cần kêu gọi xã hội hóa, công bố danh mục dự án tại cổng thông tin điện tử của tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác, lập phương án sơ bộ bồi thường hỗ trợ tái định cư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư được áp dụng theo hai hình thức là đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án, ký kết hợp đồng, thực hiện các thủ tục đầu tư cho thuê đất, miễn giảm tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. Thống nhất với nội dung tờ trình, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự thảo quy chế để trình Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Hội Nông dân tỉnh và Sở Du lịch vừa ký kết chương trình phối hợp hoạt động trong công tác phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030. Theo nội dung ký kết, hai bên thống nhất phối hợp tuyên truyền cho cán bộ hội viên nông dân các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền vận động để các trang trại, hợp tác xã chăn nuôi và trồng trọt ý thức được việc sản xuất nông nghiệp sạch đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao sức cạnh tranh phục vụ thị trường và hướng đến xuất khẩu. Tại buổi ký kết phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030, Hội Nông dân tỉnh và Sở Du lịch thống nhất phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp, nông dân tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, khuyến khích hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trang trại gắn với phát triển du lịch sinh thái. Bên cạnh đó, Hội Nông dân và Sở Du lịch cũng thống nhất việc tổ chức cho nông dân đi tham quan, học tập các mô hình trang trại nông nghiệp du lịch hiệu quả trong và ngoài tỉnh.
Trước thông tin dịch tả heo châu Phi ngày càng lan rộng tại các tỉnh Đông Nam Bộ, Bà Rịa Vũng Tàu đã tăng cường thêm lực lượng và các trạm chốt kiểm dịch. Những ngày này, tại các chốt kiểm dịch, các lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ xe chở động vật ra vào tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 12 chốt kiểm dịch liên ngành được thành lập tại các tuyến quốc lộ 51, 55, 56 và một số tuyến đường tắt, đường nhánh nhỏ qua các lô cao su hoặc khu vực dân sinh tại huyện Xuyên Mộc, huyện Châu Đức và thị xã Phú Mỹ. Các chốt kiểm dịch sẽ kiểm tra giấy tờ chứng minh nguồn gốc heo, kiểm tra lâm sàng trạng thái của heo trên xe. Nếu không có dấu hiệu bất thường, các phương tiện này sẽ được phun thuốc tiêu độc khử trùng rồi mới được vận chuyển heo vào địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài tăng cường trạm chốt kiểm dịch, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng triển khai các giải pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi có thể lây lan. Chi cục thú y tỉnh đã phân công cán bộ kỹ thuật về các địa phương để hỗ trợ giám sát, lấy thông tin, mẫu xét nghiệm khi có dấu hiệu dịch bệnh hoặc phát hiện heo chết không rõ nguyên nhân. Đồng thời thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin từ người dân. Ngoài công tác phòng ngừa, cơ quan chức năng cũng đã sẵn sàng chuẩn bị phương án về nhân lực, kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện để kịp thời triển khai khi có dịch bệnh xảy ra. Rà soát dự phòng, sẵn sàng phương án tiêu hủy nơi chôn đốt heo bệnh. Chương trình thời sự tối chuyển sang các thông tin văn hóa xã hội. Sáng nay tại Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí, huyện Long Điền, Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 với chủ đề Thuốc lá và các bệnh về phổi. Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra các hoạt động thông tin giáo dục truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại thuốc lá, lợi ích môi trường không khói thuốc, vận động toàn xã hội tích cực thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Tại lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, lãnh đạo Sở Y tế đã phát thông điệp kêu gọi các ngành địa phương tiếp tục tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá. Sở Y tế cũng kêu gọi mọi người bỏ thuốc lá vì sức khỏe mỗi người, gia đình và cộng đồng. Sau lễ meeting, Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức đoàn diễu hành trên các trục đường chính của huyện Long Điền tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá. Thưa quý vị, mặc dù đã đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trong suốt nhiều năm qua, tuy nhiên đến nay Việt Nam vẫn là một trong 15 quốc gia có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới. Bên cạnh những bất cập trong việc quản lý mua bán kiểm soát thị trường thuốc lá, thì việc còn nhiều rào cản trong điều trị cai nghiện thuốc lá khiến chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Là thú tiêu khiển, giải sầu, kể cả nam lẫn nữ giới. Tự cái nhà là mình cứ không hút, buồn buồn, cái thấy bạn bè hút, lại hút tiếp. Theo các chuyên gia y tế, nghiện thuốc lá khó từ bỏ, không thua kém nghiện heroin. Chính vì vậy, muốn cai nghiện thuốc lá cần phải thực hiện theo đúng quy trình, nếu không sẽ khó mang lại hiệu quả mong muốn. Điều này đòi hỏi quá trình điều trị lâu dài lẫn quyết tâm rất cao của người nghiện thuốc lá. Đây chính là cản trở lớn nhất trong việc cai nghiện thuốc lá. Xác định được bệnh nhân nó nằm ở cái nhóm nào, ở cái người đang ở trong quá trình là thờ ơ hay là có chuẩn bị hay là đang cai hay là tái nghiện như thế nào đó. Sau đó sẽ cho cái bệnh nhân cái toa thuốc nếu cần, bệnh nhân ở mức độ mà nghiện nặng hoặc là trung bình nặng trở lên. Trên thực tế, phần lớn người nghiện thuốc lá tự cai tại nhà là chủ yếu, chỉ khi phát bệnh mãn tính mới đến bệnh viện để điều trị kết hợp cai nghiện. Bên cạnh đó, các vướng mắc về thuốc, về bảo hiểm y tế khiến tỷ lệ người cai nghiện thuốc lá thấp. Quan trọng không kém chính là nơi ý thức người nghiện thuốc lá vẫn còn chủ quan với sức khỏe của bản thân và cộng đồng, chưa dứt khoát nói không với thuốc lá dù trong bất kỳ hoàn cảnh điều kiện nào. Chiều nay 31 tháng 5, sau khi hoàn thành môn thi tiếng Anh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã kết thúc thành công, an toàn và nghiêm túc. Trong tổng số gần 1.100 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019-2020, có hơn 200 thí sinh đến từ các huyện, thị xã Phú Mỹ và thành phố Bà Rịa, nhiều nhất từ trước đến nay. Kết thúc 2 ngày thi, nhiều thí sinh cho rằng đề thi năm nay chủ yếu bám sát vào chương trình lớp 9, trong đó có những phần nâng cao nhưng không quá khó đối với học sinh có học lực khá giỏi. Đề thi năm nay cũng tương đối là phù hợp với các bạn học sinh, nó nằm trong chương trình học của các bạn, do đây là không có gì khó khăn. Em thấy đề thi năm nay thì
nằm trong khả năng của bọn em. Đặc biệt là môn chuyên thì rất là sát với ma trận. Thì em mong là em cùng với các bạn có thể đậu chuyên. Ở đề văn thường thì nó không có một độ không quá khó cho các bạn làm. Tuy nhiên đề toán có nhiều sự thay đổi, như là các câu tán đại và tán hình đều có những câu khó hơn. Tuy nhiên nếu các bạn biết được cái căn bản và bản chất của bài toán thì đều có thể dễ dàng làm được. Những năm gần đây, 100% học sinh của trường chuyên Lê Quý Đôn đều đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia với số điểm cao. Trên 97% học sinh của trường đỗ đại học, trong đó có nhiều em là thủ khoa, á khoa. Ngoài ra, nhiều học sinh của trường được nhận học bổng du học tại các trường đại học danh tiếng của Anh, Pháp, Nhật, Mỹ, Canada. Trường Lê Quý Đôn cũng là trường có số lượng học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và cấp tỉnh vượt xa so với các trường trung học phổ thông khác trong tỉnh. Do vậy, thi đậu vào trường chuyên Lê Quý Đôn là mơ ước của nhiều học sinh. Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn là một trường chuyên rất là nổi tiếng và được các bạn học sinh rất là yêu thích khi mà vào trong đại học. Cho nên là em cũng có một ước mơ là được vào trong đại học. Em mong thì em sẽ đậu vào trường này bởi vì đây có cái môi trường học nó tốt cơ. Môi trường học nó tốt thì em sẽ phát huy được khả năng của mình. Châu Đức là khá là cách xa trường khá xa Vũng Tàu. Nhưng mà đầu tiên em muốn xuống trường Lê Quý Đôn để học thì thứ nhất là vì đam mê cho môn văn, và thứ hai là em muốn học ở một môi trường có là ở xung quanh mình có những bạn học rất là bạn học tốt và có thể giúp đỡ cho mình nhiều môn học. Cái chất lượng và cái thành tích của học sinh giỏi quốc gia và quốc tế nó là cái thước đo để nó đánh giá cái vị trí của ta, của trường chuyên Bà Rịa Vũng Tàu trên cái bản đồ hệ thống của trường chuyên trên cả nước. Thì tới thời điểm này thì cũng trên cả nước thì Bà Rịa Vũng Tàu ta đang đứng ở vị trí thứ 23. Đây cũng là cái phải nói là cái nơi mà nó chúng tôi bồi dưỡng năng lực và phát triển nhân tài của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kết thúc 2 ngày thi, không có trường hợp thí sinh hay giám thị vi phạm quy chế thi, không có tình trạng thí sinh đến hội đồng thi bị trễ giờ. An ninh trật tự tại hội đồng thi và khu vực xung quanh được đảm bảo. Dự kiến ngày 6 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ công bố kết quả trúng tuyển vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019-2020. Thí sinh nào có nguyện vọng phúc khảo sẽ làm đơn gửi cho Sở Giáo dục Đào tạo từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6. Các thí sinh không trúng tuyển vào trường chuyên Lê Quý Đôn có thể tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 6 tại các trường trung học phổ thông khác với 3 môn thi là văn, toán và tiếng Anh. Thưa quý vị, mặc dù không giúp ngăn ngừa tai nạn giao thông, nhưng việc đội mũ bảo hiểm lại có tác động rất lớn đến mục tiêu kéo giảm thương vong về người do tai nạn giao thông. Ai cũng biết nếu đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn đúng quy cách sẽ bảo vệ an toàn cho mình. Song trên thực tế vẫn còn nhiều người tham gia giao thông bằng xe mô tô gắn máy, không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm để đối phó với lực lượng chức năng hơn là bảo vệ an toàn cho mình. Thực tế này đã khiến cho nhiều người bị chấn thương nghiêm trọng hơn khi không may xảy ra tai nạn giao thông. Em Nguyễn Đình Bảo Long, sinh năm 2005, ngụ tại xã Bình Giã, huyện Châu Đức, bị tai nạn giao thông ngày 16 tháng 5. Do chấn thương nặng nên em được chuyển từ trung tâm y tế huyện Châu Đức về bệnh viện Bà Rịa ngay trong ngày. Hồ sơ bệnh án chẩn đoán em Long bị máu tụ ngoài màng cứng, nứt sọ thái dương đính nên phải phẫu thuật. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của em đã ổn định. Nguyên nhân khiến chấn thương đầu của em nặng hơn là do em chủ quan không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện. Bị té xe xong đi bệnh viện mổ ở đây để dự tự té đi xe điện mà xe lại xe nó là làm lại hết rồi, xe nó không phải là xe đi bình thường mà là xe em làm chạy nhanh hơn nhiều. Còn đây là em Nguyễn Văn Bảo, sinh năm 2003, ngụ tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Bảo bị tai nạn giao thông vào ngày 22 tháng 5, được chuyển từ trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc về bệnh viện Bà Rịa với chẩn đoán máu tụ ngoài màng cứng, nứt sọ chẩm phải, dập não, xuất huyết thái dương trái và trán hai bên. Đến nay, nguyên nhân tình huống dẫn đến tai nạn vẫn chưa rõ, song người nhà nhận định do mũ bảo hiểm của Bảo không đạt chất lượng nên khả năng bảo vệ đầu kém. Đi bằng chiếc cúp 50 đi học á, có mũ bảo hiểm mà không biết hầu nó có đem đi đó mà không biết hầu té không biết có đậu hay không, mũ đó nó cũng hơi không chất lượng không, nó cũng có bể đó, hình như đang dục ở nhà.
Theo các bác sĩ của Bệnh viện Bà Rịa, chấn thương sọ não là loại chấn thương thường gặp nhất khi xảy ra tai nạn giao thông. Chấn thương sọ não cũng là loại chấn thương gây tử vong hàng đầu trong số những chấn thương do tai nạn giao thông gây ra. Nếu may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng, thì việc điều trị chấn thương sọ não cũng rất tốn kém. Trên não mình có rất là nhiều vùng chức năng. Chỉ huy nó là não là một cái hệ thần kinh cao cấp, trung ương cao cấp. Chính vì vậy mình cần thiết phải bảo vệ cái đầu của mình. Vậy thì tôi cũng khuyên là khi lưu thông trên đường phố thì nên đội nón bảo hiểm để tự bảo vệ mình. Và mình hãy là người tiêu dùng thông minh, nên chọn lựa, so sánh các cái hãng sản phẩm. Đừng vì tham cái rẻ mà vô tình để lại những cái mất mát còn lớn hơn cả cái vấn đề rất là nhiều lần. Hơn 90% người tham gia giao thông có đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Số còn lại là do quên, do không thích đội, hoặc chỉ đơn giản nghĩ rằng mình chỉ đi đoạn đường ngắn thì không cần đội, vân vân. Đó là chưa kể đến một số bộ phận nhỏ người dân tuy có đội mũ bảo hiểm nhưng lại chọn sử dụng những chiếc mũ bảo hiểm chất lượng kém, cốt để đối phó với lực lượng chức năng. Sự chủ quan xoay xòa này bắt nguồn từ việc không ai nghĩ tai nạn giao thông có thể xảy đến với mình. Nghĩ vậy nên vi phạm không đội mũ bảo hiểm hiện tại đang rất phổ biến, thậm chí có thể nói là vi phạm phổ biến nhất trong số tất cả vi phạm về luật giao thông, bất kể đó là ở vùng sâu, vùng xa hay là ở đô thị. Chấn thương sọ não là một trong những chấn thương nguy hiểm nhất, dễ gây tử vong hay để lại nhiều biến chứng. Trong bối cảnh tình hình giao thông còn diễn biến phức tạp, nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập trên các tuyến đường, thì việc người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm được xem là giải pháp hữu hiệu để tự bảo vệ mình, giảm đến mức thấp nhất thương tổn nếu chẳng may tai nạn giao thông xảy ra. Quý vị vừa theo dõi những thông tin thời sự nổi bật trong tỉnh và trong nước. Tiếp tục chương trình là phần tin thế giới. Vào lúc 19 giờ tối 31 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Hội nghị cấp cao an ninh châu Á tức đối thoại Shangri-La lần thứ 18 chính thức khai mạc và kéo dài đến ngày 2 tháng 6. Đặc biệt tại đối thoại Shangri-La lần này, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang căng thẳng, làm dấy lên những mối lo ngại về an ninh trong khu vực, thì lần đầu tiên sau 8 năm, lãnh đạo quốc phòng của cả Mỹ và Trung Quốc cùng góp mặt tại Diễn đàn An ninh hàng đầu châu Á tại Singapore, với những bài phát biểu được trông chờ. Quan chức quốc phòng Mỹ và Trung Quốc cùng góp mặt tại Diễn đàn An ninh hàng đầu châu Á tại Singapore. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa sẽ có bài phát biểu rất được trông chờ tại sự kiện mà từ năm 2011 đến nay, Bắc Kinh mới lại cử quan chức cấp cao như vậy tham dự. Ông Ngụy Phượng Hòa dự kiến phát biểu vào ngày 2 tháng 6, một ngày sau phát biểu của ông Patrick Shanahan, người đang tạm thời lãnh đạo Lầu Năm Góc sau khi tướng James Mattis từ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hồi cuối năm 2018. Trước giờ khai mạc hội nghị, an ninh đã được thắt chặt tại mọi ngã đường dẫn tới địa điểm họp nhằm đảm bảo an toàn cho các chính khách tham dự là bộ trưởng, quan chức quốc phòng của gần 50 quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nga hy vọng sẽ khôi phục quan hệ với Liên minh châu Âu-EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov vừa đưa ra tuyên bố trên trong cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí Quan hệ Quốc tế của Bulgaria mới đây. Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov khẳng định quan hệ giữa nước này và Liên minh châu Âu-EU sẽ trở lại bình thường, được thể hiện thông qua sự tôn trọng và xem xét đến những lợi ích của nhau. Ngoại trưởng Lavrov cũng lưu ý rằng quan hệ giữa Nga và EU đang vượt qua thời điểm khó khăn, với bằng chứng là kim ngạch thương mại đã tăng và có những cuộc đối thoại chính trị và tương tác về một số vấn đề. Nhận định về quan hệ giữa Nga với NATO, ông Lavrov cho rằng mối quan hệ này vẫn trong giai đoạn khủng hoảng kéo dài, song khẳng định cuộc đối thoại Nga-NATO có thể vẫn trở lại tiến trình xây dựng. Tình hình an ninh chung ở khu vực Trung Đông đang đối mặt với thách thức mới liên quan đến những căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Iran. Trước nguy cơ này, các quốc gia Ả Rập và lãnh đạo Liên đoàn Ả Rập vừa tiến hành hội nghị khẩn cấp ở thành phố Mecca của Ả Rập Xê Út để thảo luận về tình hình an ninh khu vực, nhất là vấn đề Iran. Theo quốc vương Ả Rập Xê Út Salman Saud, việc Iran phát triển năng lực vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo gây quan ngại cho an ninh khu vực và quốc tế.
Thông điệp mà Ả Rập Xê Út muốn phát đi là các nước Ả Rập cần chung tay thấu hiểu những mối quan ngại của nhau và hướng tới mục tiêu chung nhằm duy trì an ninh và ổn định. Trong khi đó, Tổng thống Iraq, ông Baham Salih cho rằng, căng thẳng hiện nay đang đặt khu vực trước tình thế nguy hiểm, đòi hỏi các nước phải có cơ chế an ninh chung để đảm bảo không can thiệp công việc nội bộ của nhau. Liên quan tiến trình hòa bình Trung Đông, cuộc khủng hoảng chính trị tại Israel đang ngày càng diễn biến nghiêm trọng sau khi quốc hội nước này tự giải tán đêm 29 tháng 5 do bế tắc trong việc thành lập chính phủ mới. Trong tuyên bố vừa đưa ra, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đã chỉ trích lãnh đạo phe cực hữu Avigdor Lieberman gây ra tình trạng hỗn loạn chính trị hiện nay, khiến quốc gia Trung Đông này phải tiến hành một cuộc tổng tuyển cử mới. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu cho biết, lãnh đạo phe cực hữu Avigdor Lieberman đã từ chối tham gia chính phủ liên minh với đảng Likud cầm quyền do bất đồng về luật nghĩa vụ quân sự. Ông Netanyahu cho rằng quyết định này xuất phát từ động cơ cá nhân của vị cựu bộ trưởng quốc phòng này. Hiện ông Lieberman chưa có phản ứng sau tuyên bố trên của Thủ tướng Netanyahu. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 5 hàng năm đã được Tổ chức Y tế Thế giới chọn làm ngày thế giới không thuốc lá, với mục đích khuyến khích tạo ra khoảng thời gian 24 giờ không có khói thuốc lá trên toàn cầu. Năm nay chủ đề của ngày này là thuốc lá và các bệnh về phổi. Thông qua chủ đề, Tổ chức Y tế Thế giới muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng và kêu gọi các nỗ lực phòng chống tác hại của thuốc lá đối với lá phổi cũng như sức khỏe của con người. Thông tin này sẽ khép lại bản tin Thế giới tối nay. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết mỗi năm thuốc lá cướp đi sinh mạng của ít nhất 8 triệu người trên thế giới. Giới chuyên gia cho biết khói thuốc chứa tới hơn 7.000 chất độc hại, trong đó có 69 chất được cho là gây ung thư. Trong số hơn 600.000 người mắc ung thư phổi hàng năm trên thế giới, có tới hơn 90% là do hút thuốc lá. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người hút trực tiếp, thuốc lá còn tác động ghê gớm đến những người hít phải khói thuốc thụ động. Trên thế giới, khoảng 165.000 trẻ em tử vong trước 5 tuổi do các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp dưới là do hít phải khói thuốc lá. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 31 tháng 5. Những ngày qua, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mưa dông nhiều nơi nên nắng nóng kết thúc. Đêm nay, mưa dông vẫn xảy ra ở một vài nơi. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, ngày mai nắng nóng xuất hiện trở lại ở một số nơi, tập trung ở khu vực phía bắc của tỉnh như thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và một phần huyện Xuyên Mộc, với mức nhiệt cao nhất lên đến 35 độ. Các khu vực khác tuy chưa tới mức nắng nóng nhưng nền nhiệt cũng khá cao, không khí oi bức xuất hiện vào thời điểm trưa chiều. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét. Ngày mai trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 26 độ, cao nhất 34 độ, độ ẩm tương đối 75-85%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 25 độ, cao nhất 33 độ, độ ẩm tương đối 80%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Tuy nhiên, bà con ngư dân cần lưu ý, trong cơn dông vẫn có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật mạnh. Tại Vũng Tàu, ngày 1 tháng 6 năm 2019, mực nước cao nhất 390cm xuất hiện lúc 12 giờ 30 phút, thấp nhất 170cm xuất hiện lúc 18 giờ 30 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.